Tối hôm qua 15 tháng 3, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 đã khai mạc tại thành phố Hải Phòng. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Liên hoan truyền hình toàn quốc từ lâu đã trở thành ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước, nhất là sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây cũng là kỳ liên hoan đánh dấu sự trở lại của thể loại phóng sự ngắn, vốn là thế mạnh và đáp ứng nhu cầu mong mỏi của các đài trong cả nước. Ngoài ra, liên hoan còn mở rộng thể loại video trên nền tảng số, bổ sung hạng mục tiểu phẩm truyền hình, video ca nhạc, điều chỉnh thời lượng tác phẩm và quy định về một số thể loại khác để phù hợp với thực tế sản xuất truyền hình hiện nay. Với nhiều điểm đổi mới trong thể lệ dự thi, liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 cũng là kỳ liên hoan có số lượng tác phẩm đăng ký tham dự lớn nhất từ trước tới nay, tới 714 tác phẩm thuộc 11 thể loại. Trong đó nhiều nhất là hai thể loại phóng sự ngắn và phóng sự. Tham gia tại liên hoan lần này, đoàn đại biểu của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang gồm 12 thành viên do nhà báo Nguyễn Duy Phúc Huy, Phó Giám đốc Đài làm trưởng đoàn. Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang có 6 tác phẩm tham dự ở các thể loại.